Chào bà con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục mình tham quan con cào cào của anh Kiệt nha bà con. Đây là con cào cào chuẩn nhất miền Tây nè. Bà con nào có nhu cầu mua bán máy, mua máy đầu tư thì bà con nên xem con cào cào này của anh Kiệt. Vì sao thì trong quá trình video này Cuộc Sống Miền Tây sẽ nói cho bà con nghe những về cái gì, vì sao gọi là chuẩn nhất miền Tây. Nay do trong cái ngoài nắng á bà con, đeo cái khẩu trang cho nên là nói chuyện nó cũng chưa không rõ, bà con thông cảm nha. Đây hiện tại thì ảnh đang trang đất ở xã Bình Phước, huyện Mang Tích, tỉnh Vĩnh Long. Ngay chỗ này là cái công ty Quy Hoàng may mặc ở số 1 nè bà con. Trắng trắng cái đó là cái tiệm tạp hóa, đối diện bên trong đó là công ty may Quy Hoàng. Hiện tại thì anh Kiệt á, mình nói lâu lâu nó xấu anh. Ảnh năm nay khoảng U48 rồi, U50 rồi. Đấy. Thì ảnh đầu tư vào cái con cào cào của ảnh nó quá nhiều tuyệt chiêu. Cái tuyệt chiêu đầu tiên mà giải thấy và coi dòm cái dáng trang của ảnh á. Khi mà ảnh trang đất mà ảnh đâu có bật cái miếng dán ra ngoài nhiều. Mà con thấy. Đặt cái đầu Kubota RT 140 lốt. Ngoài ra thì ảnh còn bổ sung thêm đó, ví dụ như là cái cần số, bộ cần số chậm lẹ nè bà con, hay là cái thẹp mà để đánh chăn nước, rất là nhiều cái thú vị. Đặc biệt thùng chăn anh khoảng là chắc 2m2, nó phù hợp. Rồi ảnh gắn đèn hệ thống số má này kia nọ, rất là tuyệt vời. Đúng là chỉ có cái tâm yêu nghề mới đầu tư như vậy đó bà con. Thì mình nói khen quá thì nhiều khi bà con nói là mái nhà không phải. Sống miền Tây với anh Kiệt thì chẳng qua là quen biết thôi bà con. Bà con nào mà có nhu cầu về đầu tư mái nên xem video này. Để vì sao? Nó rất là chắc chắn bà con. Nếu mà ảnh chạy ngày hôm qua hôm nay, nếu mà tính ra trung bình thì chắc ảnh kiếm được từ ngày hôm qua nay khoảng 5 triệu có bình thường đó bà con. Con này nếu chịu đi đồng thì trong vòng vụ 2 vụ là bà con lấy vốn rồi. Phải chịu đi nghe bà con. Hai ba vòng nữa là xong rồi. Này nhìn chung á, đất á, người ta làm liên tục, bà con nó nghỉ ngơi trong vòng tháng là dữ lắm. Dòng này dòng nữa là xong. Để coi ta cắm mấy đường gò. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 gò. Đi ra 9 gò.
hai vòng nữa là xong miếng này rồi. Cái trận cái thứ cái trận thứ nhất bà con đó là về cái giáng trang, bà con để ý thấy á, thì có một số con ngọt cạo người ta làm cái ống tiếp ở sau bà con để người ta điều khiển giáng trang, nhưng anh này anh Kiệt thì không, ảnh gắn cái bản lề để anh bật ra vô, khi nào mà anh kéo đường nước anh bật ra, còn nếu mà anh trang như thế này thì ta cho nó đi thẳng với cái thùng trang á bà con, cho nên là bà con thấy đó, đó là cái điểm hay của ảnh. Quá láng ha bà con, làm đất như thế này quá đẹp. Nghe nói thì ảnh chắc ảnh hôm qua hôm kia gặp ảnh thì ảnh nói công ảnh ví dụ như bà con thì lấy 45, nếu mà hơi đất hơi 66 50, với tình hình giá dầu như hiện nay thì cũng được ha bà con. Anh đặt cái đầu của bao tay rồi tay 140 lút của Nhật quá dữ. Có người nói của Thái nhưng mà không sao, mình nói thì này cái này là của Nhật, chạy ngày nó chạy dầu ăn rất là tiết kiệm bà con, nhưng mà đầu tư nặng quá. Mấy con này bây giờ chắc tầm 30 mà không biết có ai bán không nữa bà con. Máy mới bốn lón, anh đặt 22 về chắn bùn nữa, anh chạy bánh này bánh lá lớn. Này thì nó được cái đó là khi lên bờ chủ đất trả tiền liền bà con, nó hơn là cái ông máy sới. Cái ông máy sới là phải đợi gói đầu, cái ông này không, lên bờ là ấy tiền liền ha. Dòng hai dòng nữa là xong rồi bà con. Đắp bờ đây bự dễ đi bà con. Có những nơi đắp cái bờ giống như Lĩnh Lam sẽ đi giống như ở dưới Long Hiệp. Ôi ôi nó như Lĩnh Lam á bà con ơi. Đi ngã qua ngã lại. Vậy là xong ha bà con, vậy là này gọi là một tác nè. Nếu mà tác thứ hai thì anh chạy vòng lại lần nữa thì khoảng thêm tiền, ví dụ như 60, gọi là một tác là như vậy. Còn tác thứ hai thì anh cha có mục tiêu gì hạ cạn cho ta, mục tiêu gì sát cái này mà tài xế. Ô đường nước quá dữ nha bà con, đường nước nè. À. Nước nè bà con. Thì cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ bà con để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn lại bà con video kế tiếp.